Khoảng 4 giờ sáng qua tại km số 10 tỉnh lộ 769 thuộc địa bàn ấp 3 xã lộ 25 huyện Thống Nhất đã xảy ra vụ tai nạn giao thông xe container lao vào giường nhà dân. Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, tài xế Nguyễn Hồng Hậu, 28 tuổi, ngụ huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định điều khiển xe container đầu kéo mang biển số 51C18022 kéo theo rơ móc lưu thông theo hướng Long Thành Dầu Giây. Khi đến đoạn đường trên, do tránh một chiếc xe ngược chiều nên mất lái lao về bên trái đường, đâm sập mái hiên một nhà dân. Sau đó luồn qua hai trụ điện trung thế, tiếp tục lao về phía trước, đâm sập cổng tường rào và chiếc xe chỉ chịu dừng lại, lao vào giường chôm chôm bên đường và bị đúng sụt. Tai nạn xảy ra không gây thiệt hại về người, nhưng xe container hư hỏng nặng. Theo người dân sống trên tuyến đường tỉnh lộ 769 đoạn qua huyện Thống Nhất, tuyến đường này có mật độ phương tiện tham gia giao thông đông, nhiều xe container chở hàng đi qua các khu công nghiệp Long Thành, Nhân Trạch, Dầu Giây, nhưng chỉ có hai làn đường và thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông.